không được, em bị lét. Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi không. Và có lẽ em cũng biết rằng em cũng đã chờ ở cạnh bên anh về yên lắm. Anh hiền lành đâu mà tôi cứ thích tâm cạnh mình thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Chắc chắn là chị rồi. Mời chị. Hay là mình cứ bất chấp để yêu nhau đi anh, hay để cho chân anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh giá nhịp nào không? Nhịp 4 đó má. Nếu câu trả lời là có, anh ấy thế lâu em hãy đi. Em đã chờ em từ anh, giây phút đấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì anh cũng sẽ không nói tiếp vì ngày hôm nay đang nói papa. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em cũng biết rằng anh cũng đã chờ đợi ở bên bên anh thì kia lắm. Em cứ hiền lành hơn mà, và cứ tiếp tục ngày mùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bắt chấp hết như nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe thì muốn gì rồi nói cho em nghe. Ooh.
là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Ok. Để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có anh xin nào cơ. Từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh. A Platinum Star. Hey.